Chào mừng quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất sau rằm tháng 10 âm lịch. Thật ngưỡng mộ những cái tên có mặt trong danh sách con giáp phát tài sau rằm tháng 10 dưới đây. Có tên bạn trong đó hay không? Họ là những con giáp vô cùng may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân tương trợ. Có tên bạn trong đó hay không? Họ là những con giáp vô cùng may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân tương trợ, bạn bè giúp đỡ, công việc thuận lợi như mơ, tiền bạc tiêu dùng dình mãi không hết. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một, tuổi Dậu. Các chuyên gia tử vi tâm linh chỉ rõ dấu hiệu được nhiều các tinh hỗ trợ từ sau rằm tháng 10 âm lịch trở đi, cát khí của tuổi Dậu tăng lên mạnh mẽ, thậm chí có thời điểm theo cấp số nhân. Bởi thế mà mưu sự thuận lợi hơn rất nhiều, công việc suôn sẻ, kinh doanh, buôn bán đắt hàng, một số khoản đầu tư sinh lời thụ động. Người cầm tinh con gà nắm trong tay nhiều nguồn thu, tài lộc dồi dào, tiền bạc kiếm như hái. Đây chính là thời điểm mà tuổi Dậu sẽ đón nhận những thay đổi tích cực trong cuộc sống, sự nghiệp đi lên, tiền bạc dồi dào và có thể là hoàn thành mục tiêu tài chính cũng như thực hiện đủ ước mơ bấy lâu nay ấp ủ. Thêm một tin vui khác cho tuổi Dậu, với những ai đang mong chờ việc sinh con đẻ cái, từ đầu thời điểm rằm tháng 10 trở đi sẽ sớm được thỏa nguyện ước mong. Có câu, con cái chính là tài sản quý giá nhất của cha mẹ, đến lúc bạn cầu được ước thế rồi, bên cạnh đó có tỷ kiên ngăn trở, người tuổi Dậu cô lập mình với mọi người xung quanh. Bạn thích làm mọi việc theo ý mình và không muốn bị bất cứ ai can thiệp, cho dù đối phương muốn giúp đỡ bạn đi chăng nữa. Tuy nhiên, bạn có biết thái độ làm việc hiện tại sẽ khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối không đáng có hay không? Con giáp này nên học cách nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến của người khác, kể cả các ý kiến trái chiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Kim sinh thủy. Người độc thân nhận ra rằng tình yêu vẫn luôn ở quanh đây, bạn chẳng cần phải tìm kiếm nửa kia ở đâu xa, bởi vốn dĩ người ấy vẫn luôn lặng thầm quan tâm, chăm sóc cho bạn. Hãy cho đối phương một cơ hội tiến gần hơn với mình nhé. 2. Tuổi Tuất. Kể từ sau thời điểm rằm tháng 10 âm lịch, với sự xuất hiện và hỗ trợ của nhiều sao chủ về tài lộc, người cầm tinh con hổ tha hồ lựa chọn những cơ hội tốt trên con đường thăng tiến cũng như làm giàu. Dù là người làm công ăn lương, làm tư hay làm chủ, tất cả đều đạt được mục tiêu lớn về tiền bạc, hoàn thành kế hoạch sớm trong năm 2022. Thời điểm cát khí đang bừng bừng thế này, tuổi Tuất có thể tiếp tục nghĩ tới những kế hoạch lớn hơn, dùng tiền để đầu tư cho những dự án yêu thích hoặc có kỳ vọng tăng mạnh vào cuối năm Nhâm Dần hoặc đầu năm Quý Mão sắp tới, tỷ lệ thành công rất cao. Chính vì lý do đó mà tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp phát tài sau rằm tháng 10 âm lịch này. Thời đến khó cản, cần chủ động nắm bắt triệt để, bạn nhé! Thậm chí bạn có tin là mình cũng có tên trong danh sách con giáp phát tài chỉ sau một đêm hay không? Thổ khắc thủy, người tuổi Tuất độc thân đang gặp phải nhiều khó khăn trong chuyện tình cảm. Bạn chưa biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm, khiến người mình thầm mến đã lâu rung động và gật đầu, ưng thuận trở thành một nửa của mình. Các cặp vợ chồng tuổi này cần phải bình tĩnh để không mắc sai lầm khi cả hai cùng đang trong cơn nóng giận. Việc hai người có những quan điểm bất đồng là điều khó tránh, vì vậy bạn không nên hành xử một cách cực đoan. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chính ấn tương trợ, hóa ra những việc bạn tưởng chừng khó khăn lại chẳng khó giải quyết đến như vậy. Bạn thấy đấy, chỉ cần bình tĩnh và tin tưởng vào bản thân, bạn hoàn toàn có thể tự tìm ra hướng đi mà chẳng cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai. 3. Tuổi Ngọ.
Kể từ sau rằm tháng 10 âm lịch, công việc của tuổi Ngọ có nhiều bước tiến sáng tạo, mới mẻ, chấm dứt tình trạng nhàm chán trước kia, từ đó mà mưu sự dễ thuận lợi. Cảm giác gặt hái được thành tựu lại càng khiến con giáp này phấn đấu mạnh mẽ trong sự nghiệp. Tuổi nào dễ phát tài sau ngày rằm tháng 10, mặt khác, cung tài lộc của người cầm tinh con ngựa cũng sáng sủa, hứa hẹn nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Điều quan trọng là cần phải quyết đoán, chọn đúng thời điểm thì tỷ lệ thành công mới cao. Vì lẽ đó, tuổi Ngọ cần thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không cần đến mức phải suy xét quá lâu để rồi bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu có thể thì hãy tham khảo ý kiến của người thân hay đồng nghiệp đáng tin cậy để có thể quyết định dứt khoát hơn. Nếu có thể hãy tham khảo ý kiến của người thân hay đồng nghiệp đáng tin cậy để có thể quyết định dứt khoát hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thiên quan giáng họa, người tuổi Ngọ khó tránh khỏi mâu thuẫn với người làm lãnh đạo trong ngày hôm nay. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy của mình, tránh làm mất lòng đối phương, kẻo tương lai, chính bạn cũng là người chịu thiệt. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên kéo gần khoảng cách với người quyền cao chức trọng bằng cách là nịnh nọt, lấy lòng. Muốn thăng tiến nhanh chóng, bạn cần thể hiện khả năng của mình, chứ không phải là tìm lối tắt. Nếu có kế hoạch xuất hành trong hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần và tài thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. 4 là tuổi Hợi. Thời điểm từ sau rằm tháng 10 trở đi, người tuổi Hợi sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Công việc những ngày tháng trước tưởng không thể vận hành trơn tru nhưng bất ngờ hanh thông. Bản thân con giáp này cũng chán ngán những gì quá ư là bình ổn, nhàm chán rồi, theo đó mà tư duy hành động mới mẻ, có sức đột phá lớn. Bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt về cả công việc và tiền bạc. 10 người thì 9 người thành công, cá kiếm được khoản tiền lớn, tha hồ sống sung túc và chi tiêu thoải mái cho các dịp lễ Tết lớn sắp tới. Có điều, nắm tiền trong tay rồi, tuổi Hợi đừng vội cho người khác, nhất là người thân quen, vay mượn chỉ vì tính cả nể của mình. Cẩn thận kẻo tiền một đi không trở lại. Nếu có tiền nhàn rỗi, nên tìm hiểu các kênh đầu tư để giúp tiền đẻ ra tiền, sinh sôi nảy nở, không ngừng cho chính bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Lâm vào cục diện tự hình chiếu mệnh, người tuổi Hợi tự ti cho rằng mình là người kém cỏi. Trên thực tế, thất bại là điều khó tránh khỏi với bất cứ ai. Điều bạn nên làm lúc này là tự rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong tương lai, chứ không phải là thất vọng về chính mình. Nếu cảm thấy lạc mất phương hướng, bạn nên trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy. Chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại ngần gì mà không đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích, giúp bạn thoát khỏi tình trạng hiện tại. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp may mắn nhất sau rằm tháng 10 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.